chào các bạn. Hôm nay mình test cái bơm 4HP chạy trực tiếp, chạy ống 114. Đây mình cái này là khách nhu cầu khách đặt ống 114, chứ cái này nó chạy tới ống 150 lận. Cái này hôm nay mình quay lại ghi hình lại để gửi cho khách xem. Cái chân bằng sắt này không phải cái chân của nó nghe các bạn. Cái này chỉ bắt tạm cho đừng cho nó cái motor nó vững thôi. Chứ cái chân thì thợ thiết kế sao. Cái này là bữa nay là mình mới triển khai cái này cái đầu tiên luôn á. Đây có số điện thoại trong đây luôn. Mấy cái sản phẩm này là mình đều bảo hành 6 tháng hết. Các bạn xài mà có gì không nghe ý là mình trực tiếp mình đến chỗ mình sửa cho các bạn luôn. Các bạn ở đâu cũng mình cũng xử lý cho các bạn.